Ok anh em nha, anh em ơi, sau cái đợt Hồng Vân lúc tối thì nó bị mít hai lần. Thì bây giờ Khải sẽ tiếp tục làm hai phát Hồng Vân nữa nha em ơi. Nếu mà ra đao với bổng thì vô tiền, là vô lúa. Còn ra nỏ với phi tiêu, Khải sẽ xài nha anh em. Chứ phi đao này Khải nghĩ tăng 110 sức mạnh nó hơi bị thố anh em à. Đồng môn của Khải mà ép đi 110 sức mạnh thì cảm giác cái lượng thông pháp của Khải nó không còn á. Nên là đánh cảm giác nó tù lắm. Anh em bảo là đi hai đường phi đao cũng được mà Khải nghĩ không ok anh em ơi. Bây giờ Khải tiếp tục Hồng Binh. Anh em đang xem thì ủng hộ Khải một like chia sẻ anh em ơi. Má một lần Hồng Binh là hơn 1k5 số anh em ơi. Hồi nãy này Hồng Binh hai lần mít rồi. Này Hồng Binh hai lần mít này em ơi. Ok xin cái nỏ. Ok ok xin cái nỏ nè mọi người ơi. Má cánh cây vô tượng cây. Má cánh vô tượng cây. Cánh vô tượng cây này em ơi. Rồi làm hai phát nha anh em, sẽ cố gắng làm hai phát nha anh em, làm hai phát nha em ơi. Đó có sẵn đồ hết này. Thành công nha anh em ơi, thành công mà chưa biết cái gì nè em ơi. Chưa biết cái gì. Sông đao đủ má chết mẹ ơi. Thôi xong thôi xong thôi xong. Má quay lại sông đao thiệt nè em ơi. Má anh em không binh anh em nói sao ra sông đao hay vậy. Trời ơi đủ má từ từ phi đao về lại sông đao lại. Vãi liền. Sông đao qua sông sông đao qua phi đao. Phi đao dần ngược lại sông đao vãi nồi. À, chết. Tiếp tục nè em ơi. Làm má gì đen vậy. Ra sông đao nữa chết mẹ luôn. Di chuyển sang bọn Tứ Hải luôn anh em, di chuyển sang bọn Tứ Hải luôn. Lên theo bọn Tứ Hải luôn. Lên theo bọn Tứ Hải luôn. Cú sát tường Hải nó đổi màu nó chết à. Con sát lại. Cú sát lại. Cú sát to trước. Cú sát lại. Má hay quá. Anh em bắt bắt đang khỏi luôn. Ai xa. Làm phát thứ tư nè em ơi. Rồi. Anh Linh có anh Linh đổi mèo, anh Linh với đổi mèo em hai người đổi cùng đổi anh Linh ơi. Ừ, hai người đổi. Anh không đổi phụ em bên này nhá. Bắt áo, bắt phụ gọi tôi nói sao kịp. Chấp nhận đây anh em. Chứng tỏ nhân vật đúng hả? Đúng. Mày còn giết chết rồi. Nó di chuyển xuống em ơi, di chuyển xuống. Rồi thành công. Cú sát. Đúng rồi anh em, nó chơi bài cú sát mà bắt buộc phải chơi cú sát. Chuyện này nó là gì mà anh em? Thành công là ok rồi. Chạy xuống này mày. Ơi con nghe mày nó chết rồi nha, người tôi mạng chết rồi nha. Rồi. Cú lại em ơi, cú lại bọn lùn. Trời, đậu má thành lộn má. Sang phải em ơi, đi sang phải xuống 7 giờ. Bây giờ góc bây giờ đây này, góc góc đầu ấy. Đúng rồi, bây giờ. Đây, qua mày em ơi. À, sồng sắc này mày. Cú sát em ơi. Này, bật đồ sát trăm em ơi. Ok. Từ từ nha, bọn Tứ Hải nó tụ vào bọn lùng rồi. Không được rồi. Rút kinh nghiệm hôm qua. Rút kinh nghiệm anh em ơi, không được. Không được. Rồi. Mình đang bật cụ sát nè em ơi. Nhỏ thiệt chứ. 4 phát. Anh em di chuyển lên gom lại với bọn Tứ Hải bọn lục này. Đi vào với bọn Tứ Hải bọn lục. Thì con cặp. Đấu nháy. Ôm. Ê nó lục nó đổi mèo kìa. Anh em ơi giết nó. Giết bọn lục luôn. Đốt máu được tay vô. Cùng khỏe hơn. Đốt phát trăm anh em. Đốt phát trăm. Đó đổi lại kìa. Đánh bọn Tứ Hải. Thôi anh em bật đồ sát lên. Anh em đổ ra xuống, đúng.
Di chuyển lên em ơi, di chuyển lên mình nhiều lực không mà. Xuống. Di chuyển xuống em ơi. Ôi ơi, quần chân đông quá. Con dưới này. Mình động lực hơn và anh em cũng đồ sát thì người ta cũng đồ sát chứ, người ta nhiều lực hơn người ta đồ sát, anh em sợ đồ sát thì cứ gì. Bên kia nó đỡ liền công chăm, bên này anh em mình đồ sát không được hay sao? Được, sao không giết được ai ta? Đồ, mình bơ game 1 này, cái bang bơ game 1 này giết được một thằng à? Bây giờ mình là phải lực nhất nhỏ quá. Mà nó bị chết mất AKB rồi. Ai không đồ sát thì anh em đợi lên dưới à? Ai thắng anh xuống. Đúng không? Người ta đông lực hơn người ta đồ sát mình. Mình đông lực hơn mình không dám đồ sát người ta thì em thua. Không có đâu anh em ạ. À. Anh em bị CK thì về bang hỗ trợ chứ. Anh lên nhá. Nó lên này. Ngồi cùng vào rồi. Xoay chơi. Bật F9 đấy đi em, bật F9 đấy đi. Giờ lực mỏng hơn rồi. Tôi bật vào cái bang này mày, bật cái bang này mày. Em đi em chơi đường môn, em bug BK. Đang bug kìa. Không có gì đâu. Anh chạy được chưa? Đi chuyển xuống em, đi chuyển xuống. Hai lần mít.